bự vậy nè. Cũng đẹp chép, thằng nhỏ cũng đẹp chép chứ. Nhường nhất. Nhường nhất vậy. Thằng nhỏ là thấy con phải đâu. Thằng lớn được được chứ thằng nhỏ. Thấy đi qua hết xuôi chê hết lái rồi. Trời ơi, đợi bà qua cái tuổi làm hết. Thấy là nó tới nó thấy là nó hái hết. Qua hết xuôi chê hết rồi. Với lại nó rụng rụng từ từ nó chín cho nó lâu lọt hai cái ba cái tôi ruộng thì dụng ao cho cá à. Dạ cá nhiều lắm mà bác hai, cái ao của chín cạn dữ rồi, nay cạn là dữ cái lại chứ. Dạ. Bác hai năng xăng lên động ghê vậy đó. Dạ mình mong luôn, sáng ngày tôi quét ở ngoài thôi. Dạ chỗ nào rác quét, chỗ nào rác thì thôi đi. Ở đâu đẩy hết mệt lắm. Đó thằng vừa để mắt thiệt. Nay chạy hàng thôi. Chưa hết hàng nha. Chưa hết hàng. Hai chặt mấy thằng cao đẹp quá bác hai ha. Mấy chặt hết rồi. Hai đi kiếm gì đó. Sao hai đi kiếm gì? Hai đưa hai xô che mà giờ qua không thấy thế nào. Bác hai nó ở thầy chồng. Tưởng nó ở. Ôi cái chậu rau tầm cua kìa. Dạ, ngon, ngon quá chừng luôn nè. Úp ha. Sơn Hà đâu ơi? Kiếm Sơn Hà ơi. Trốn đâu ơi? Sơn Hà trốn đâu ơi? Trốn là Úp Hà, bắt lại Sơn Hà ơi. Đi đâu vậy? Ở lấy ô chèo vậy ta? Đây này. Ừ xuống đi. Em có con hả? Có con hả? Nhà bác hai cái kiện quá chừng luôn. Bác hai về qua bên này cho nó rộng rãi cái sân. Bye.